sinh viên thì nó sao không để bố không? Trời ơi. Đây đá hay lắm. Dân ba, thanh chọc cụt. Giang này thì mình học cho biết thôi, chứ còn thí cử không nhiều. Số 2 nữa là nó cũng chỉ có một cái công thức duy nhất thôi. Chủ yếu là chúng ta thí là thí vào hình chóp là chính, chứ còn chóp cột thì ít khi thi. Ủa, mai mai tìm học cả đi. Hả? Đấy, nhưng mà học được chiêu chứ. Giống mấy môn thì thử gì? Ủa, bây giờ này thì thử với anh chị bằng gì? Hả? Tôi có thể thử tiếng Anh không? Có nào? Là từ đây. Đó cũng là gì nào? Đó cũng tức là một cái hình chóp mà bị cắt cái phần nhọn ở trên. Đấy, ví dụ như này nhá, bạn có một cái hình chóp kiểu như này này. Thấy chưa? Sau đó các bạn lấy một con dao, đúng không ạ? Lấy một con dao các bạn cắt phẳng một cái phần ở đây này, cắt bụt đấy, rồi cắt thì rất sụp luôn. Lúc này nó sẽ có hiện ra một cái thiết viên nằm ở đây này đấy, phần ở trên là coi như là vượt đây nhá, thì bạn được một cái hình, hình chọc ở đây này đó, để hình ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Thế gọi là hình chọc cung. Hình chọc mà bị cắt ở phần trên gọi là hình chọc cung. Vậy thì cái công thức của nó là gì? Công thức của chọc cung là gì? Thì ta mới ghi vào này. Thầy sẽ gọi cái S ở dưới, cái diện tích đáy ở dưới này, diện tích đáy ở trên này phải. Thấy chưa? Thì lúc này cái công thức của nó như này nhá, chiều cao này, chiều cao hạt nhá, nó sẽ là 1/3 lần của hạt, 1/3 lần của hạt, cũng giống như hôm trước, cũng có 1/3 chiều cao nhân với đáy, nhưng mà đáy thì lúc này nó là như này, đó là S cộng với S phẩy cộng với căn bậc 2 của S nhân S phẩy. Đây là công thức mình học thuộc, cái công thức này là được. S cộng với S phẩy cộng với căn bậc 2 của S nhân S phẩy. Ta lại ví dụ một cái câu hỏi của đề ngày hôm trước đi, để mình áp dụng cái này. Tính thể tích của khối chọc cụt tan nhạt đều. Câu hỏi số 1, mình có thể tận dụng luôn cái hình này nhá, khỏi phải vẽ. Câu hỏi số 1 mình sẽ tận dụng luôn cái hình này, khỏi phải vẽ. Đáy lớn bằng 2A, đáy nhỏ bằng A, chiều cao là bằng A căn 6/3. Đáy lớn bằng 2A, đáy nhỏ bằng A. Các bạn nhớ công thức diện tích tam giác đều không? Diện tích đáy lớn nào? Đáy lớn có cạnh đáy bằng A, 2A. Thì công thức của nó là gì nhỉ? Có nhớ không, không? Diện tích tam giác đều nhá, là bằng cạnh bình phương nhân gì các bạn? Nhân căn 3/4. Thì đáy lớn là 2A, tức là lấy gì? 2A bình phương nhân với căn 3/4.
cái cò của chúng ta là gì? 44 hết, còn lại căn 3 bình. Đó là diện tích của đáy lớn. Còn đáy nhỏ, đáy nhỏ là F1. Diện tích của đáy nhỏ có cạnh bằng A thì là A bình căn 3 phần 4. Chiều cao ở đấy người ta cho bao nhiêu? Căn 6 phần 3. Vậy thì chúng ta làm số vào đây là chúng ta tính được thể tích chưa? Nó rất đơn giản. Vậy phía của chúng ta sẽ bằng 1 phần 3 lần của chiều cao là căn 6 phần 3 A, nhân với đáy lớn ở đây là căn 3 A bình phương, cộng với đáy nhỏ ở đây là A bình phương căn 3 phần 4, cộng với đáy lớn nhân đáy bọn nhỏ căn 3 A bình, nhân với A bình căn 3 phần 4. Để lấy tin lúc này thì lấy máy tính ra bấm cái đó ra kết quả. Hiểu không? A mũ gì? Mũ 3. Thể tích phải là A mũ 3. Diện tích là A mũ 2. Hiểu chưa? Diện tích là A mũ 2. Câu 2 này là một câu mà thầy Trích dẫn từ trong sách giáo khoa. Nó khá là hay và cũng hơi khó. Bài mặc dù là bài trong sách giáo khoa nhưng nó sẽ có một chút khó khăn đấy. Chứ không phải dễ. Nào, đọc đây trong sách giáo khoa này. Người ta cho một cái hình minh họa như thế này. Một cái tấm tôn hình vuông. Một cái tấm tôn hình vuông. Người ta cắt ở đây bốn góc. Cái nét đứt này là chỉ là cái vịt mà chúng ta cần phải cắt ra nhá. Trò chơi cắt giảng thì còn là có lẽ các bạn biết. Đấy, người ta cắt là bốn góc này này. Mỗi góc này người ta cắt đi 1 dm. 1 dm. Rồi, ở giữa là 3. Độ dài của cành là 8 dm. Rồi. Sau khi cắt xong, bây dán các mép lại với nhau thì người ta được một cái hình. Đó là hình cho cung. Đây là hình AB. ABCD. Rồi, ok chưa? Các bạn có tưởng tượng được cái hình mà người ta vẽ không? Cái hình mà người ta vẽ như là như thế này, tức là người ta có một cái hình, người ta có một cái hình chữ nhật đấy, à hình vuông ấy. Sau đó là người ta sẽ gập những cái này này, sau khi cắt xong nha, các bạn tưởng tượng nha, cái này cắt xong người ta gập xuống ấy, tưởng kiểu người ta gập xuống như này này. Được chưa? Hình dung không? Đó. Sau đó người ta gặp phía bên này là này. Đó. Hình dung chưa? Đó, gặp bốn đầu bốn góc ấy. Từ từ nó góc nhỉ? Đó. Bên này gặp thêm cái nữa. Được chưa? Ở bên này thêm góc nữa. Từ từ nó góc. Tóm lại là chúng ta sẽ đích cắt bốn cái góc này này. Sau đó gập cái này xuống, gập cái này xuống, gập cái này xuống, gập cái này xuống. Đầu tiên là phải tưởng tượng ra cái đê cái đó. Nếu không nó không làm được. Đó. Tưởng tượng ra cái. Bây giờ nào. Sau khi gập xong thì chúng ta được một cái hình chọc cụt ở bên này. Tưởng tượng ra cái hình chọc cụt này nhìn từ đâu? Nhìn từ trên xuống chính xác. Đấy, mình sẽ nhìn từ trên xuống này. Sau khi mình gập sóng ấy, tưởng tượng là nếu mà mình gập sóng ấy, mình gập sóng này, mình gập này, đúng không? Bên này mình cùng gập này, bên này mình cùng gập này, đấy, bên này mình cùng gập xuống này, kiểu gập hết ấy. Thì cái mà mình nhìn từ trên cái này, mình nhìn là nhìn từ trên xuống ấy. Đấy, thế còn nếu mà hình thật của nó sẽ là như này này.
Nếu mà nhìn ở góc độ khác thì nó sẽ ra hình chó cụt như này. Đây. Cái đáy bé chính là thằng nào ạ? Đáy bé nó chính là ABCD đúng không ạ? Đó. Rồi sau đó đáy lớn nó chính là A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Rồi. À, nó chính là cái thằng này đây các bạn. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Nếu mình vẽ ở cái góc độ nhìn ngang thì nó sẽ là như này. Được chưa? Còn cái này là nghĩa là mình đang nhìn từ trên cao xuống thì nó sẽ chỉ thấy cái hình vuông thôi. Còn nếu mà nhìn theo chiều khác thì nó sẽ lại thấy đây. Thực ra là chúng ta đang nhìn từ trên xuống các bạn. Nó sẽ thấy cái hình ABCD đè lên hình A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Hiểu chứ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải thích từng câu hỏi một. Duy Linh hiểu chưa? Giải thích từng câu hỏi một nè, đầu đề. Câu hỏi đầu tiên của người ta là gì? Tại sao nó lại là hình gì? Hình chọc cụt đúng không? Tại sao cái mặt này gọi là mặt chọc, cái hình này sau khi cắt xong ra thì nó lại là hình chọc cụt được? Đó là tại sao bạn lại biết nó là hình chọc cụt? Thế đầu tiên chúng ta phải hiểu là ý của người ta, câu hỏi người ta tức là đi chứng minh cái hình là hình chọc cụt đấy. Và để mà chứng minh được hình chọc cụt thì các bạn cần phải xem lại cái định nghĩa hình chọc cụt là gì. Thế hình chọc cụt là gì hả? Nó là một cái hình chọc mà có đáy trên và đáy dưới như nào với nhau cả lực song song. Tức là ý của người ta ở đây là đi chứng minh cái đáy trên và đáy dưới song song. Bạn mới chứng minh được đáy trên đáy dưới song song, nó có hình gọi là gì? Chứng minh cái mặt trên này song song và mặt dưới này. Mà bây giờ này, quay trở lại vấn đề ở đây là chứng minh hai mặt phẳng song song. Thế để chứng minh hai mặt phẳng song song thì điều kiện là gì? Ta cần chứng minh mấy đường hay chị là lập nhỉ? Mấy đường song song? Chứng minh mấy đường song song? Hai đường đúng không? Nào chúng ta chứng minh được không ạ? Ta thấy cái đoạn AB có song song với A phải B phải không? Có đúng không? AD có song song với A phải D phải không? Có. Như vậy cái mặt mặt ABCD có song song với A phải B phải C phải D phải không? Đấy, xong xong chưa? Rồi. Như vậy chúng ta có như sau. Đầu tiên là chúng ta thấy AB đi song song với A phải B phải. AD thì cũng song song với A phải D phải. Cho nên cái mặt ở đây là ABCD nó sẽ song song với mặt A phải B phải C phải và D phải. Rồi. Tức là hai mặt đáy ở đây là song song. Hai mặt đáy song song. Mà hai mặt đáy mà song song với nhau thì nó là hình chọc cụt rồi, đúng không? Cái hình này là hình chọc cụt. Quá ok đúng không? Đơn giản. Được chưa? Bây giờ cái câu thứ hai nó mới hay này. Câu B đó là tính cạnh bên, tính đôi dài ở cạnh bên. Đầu tiên các bạn cần phải xác định xem là cái hình chọc cụt này có mấy cái cạnh bên tổng cộng, mấy cạnh bên, bao nhiêu cạnh bên, quan sát đi. Cổ Huy, hình chọc cụt có bao nhiêu cạnh bên? Hả? Bốn cạnh bên đúng không? Bốn cạnh bên, thấy chưa? Đó là cạnh A phẩy, B B phẩy, C C phẩy và D D phẩy, thấy chưa? A phẩy, B B phẩy, C C phẩy và D D phẩy.
Bởi vì thực ra bốn cái cạnh bên này là bốn cạnh bên bằng nhau cả thôi, cho nên các bạn sẽ tính cạnh quái nào cũng được, tính cạnh nào cũng được. Thầy sẽ chọn cái cạnh đại diện ở đấy là A phẩy. Rồi để tính được A phẩy ta làm như nào? Rồi chúng ta sẽ có, chắc là các bạn sẽ không nghĩ ra được đâu, cho nên thầy sẽ làm luôn ở chỗ này thôi. Thầy sẽ kẻ một cái đường gọi là đường AE nằm ở đây. Đường AE. Kẻ một đường AE vuông góc với A phẩy B phẩy. Và một cái đường nữa là đường BK vuông góc với A phẩy B phẩy. Rồi cái ý tưởng ở đây đó là bạn sẽ đi tính cạnh AE là 1, bạn sẽ tính cạnh A phẩy E là 2. Sau đó chúng ta sẽ dùng công thức Pythagore thì mình sẽ ra được kết quả A phẩy. Rồi chưa? Mình sẽ dùng Pythagore nhé. Tóm lại là phải đi tính hai cạnh AE và A phẩy E, sau đó dùng Pythagore. Làm thế nào để tính được AE? Nào. Đấy, câu sẽ giáo khoa nhưng mà cũng không phải là đơn giản đâu. Bây giờ mà thả cho các bạn làm câu này thì chưa chắc khoảng 2% làm được câu này. Nào, AE nào. Đấy là ABCD đúng không? Đây, đây là ABCD. Nhìn vào cái hình bên này nhá. Mình kẻ AE như nào? Có phải mình kẻ AE vuông góc A phẩy B phẩy không? Đây. Có phải mình kẻ như nào? AE. Đây, đây là A phẩy B phẩy C phẩy các bạn. A phẩy B phẩy C phẩy và D phẩy. Đấy, mình kẻ AE vuông góc với A phẩy B phẩy nghĩa là mình kẻ đường màu đỏ này đúng không? Được chưa? Tiếp theo nào, BK, BK có phải đường nằm bên này không? Đúng không? BK chỉ là đường bên này chứ. Bây giờ nhiệm vụ của bạn là tính AE đúng không? Theo các bạn thì AE với BK như nào với nhau? Song song và thậm chí là gì? Bằng nhau luôn đúng không? Nhìn hình là biết thôi. AE với BK song song và bằng nhau. Nào chúng ta sẽ tập trung vào cái việc tính AE nhá. Tính AE như nào? Có ai nghĩ ra được không nhỉ? Bao nhiêu đây? Các bạn cho biết nào, cái cạnh này bao nhiêu đây? Đề bài cho cái này bao nhiêu? Cái hình vuông này là bao nhiêu? 8 đúng không? Thế bây giờ này, ở giữa là 3 đúng không? Ở giữa là 3 đấy chứ. Thế hai đầu hai bên này là bao nhiêu? Mỗi cái là 2,5 chính xác đấy. 8 này. Ở giữa là 3 rồi đúng không? Thế 8 trừ 3 thì được 5. Hai bên này mình cưa đôi ra là 2,5. Chuẩn chưa? Đó. Như vậy cái đoạn AE này chính là cái đoạn bên này đúng không? Đó. Ở giữa này. Ở giữa là 3 này. Đó, thì như vậy hai bên này mỗi bên là 2,5. Và 2,5 này nó chính là đoạn AE luôn. Nha. Như vậy AE tính là bằng 8 này trừ đi 3 này rồi chia 2 này thì được 2,5. Đó xong AE. Còn A phẩy E, A phẩy E thì như nào? A phẩy E này, A phẩy E với là BK như thế nào với nhau? Bằng luôn đúng không? Đây các bạn quan sát cái hình bên này nhá. Để tính được A phẩy E thì ta sẽ làm như nào này? Lưu ý cái đoạn này là 3 này thì dưới này cũng 3 này đúng không? Rồi bây giờ đoạn cả đoạn này là 8 đấy nhá. Bây giờ bạn hình dung như này, 8 rồi và bây giờ mình cắt hai đầu là 1 rồi thì còn lại là bạn đang sử dụng bao nhiêu ạ? 6 đúng không? Thế nhắc lại này, đoạn này 8 này mà mình lại cưa hai bên một, mỗi bên 1 dm thì như vậy là mình đang cưa 2 dm. 8 mà trừ 2 thì được 6. Như vậy còn lại là 6. Ở giữa này mất 3 nữa. Thì còn lại là bao nhiêu? Còn lại hai bên là bao nhiêu? Còn lại 3. Cưa đôi hai bên ra là 1,5. Hiểu chưa? Đúng không ạ? Đoạn này 8 này
hai bên này mình cứa mất rồi thì còn lại 6, ở giữa là 3, sau này mình lại cứa đôi hai bên nữa, hai bên bằng nhau mà, đúng không? Thì nó ra chỉ là hai cái đoạn này đó các bạn. Như vậy này, A phải E bằng với BK chính là bằng 8 trừ đi 2 là trừ đi 2 ở hai đầu, rồi sau đó trừ đi 3 ở giữa, rồi chia 2 nữa là ra được 1,5. Hiểu cái chỗ này không nhỉ? Đó. Để phải cả. Vậy thì lúc này các bạn sẽ tính ra được A phải chưa? Tính ra công thức Pythagore các bạn. Căn bậc 2 của 2,5 bình cộng với 1,5 bình bao nhiêu đấy? Bật máy luôn. Bao nhiêu? Căn 3/4/2. Căn 3/4/2. Rồi, sao có bế nhá, chả có gì cả. Nhìn thế thôi, cách làm thế thôi, nhưng mà bây giờ là bảo các bạn làm cậu này thì chắc đã làm được đâu. Không biết nhìn vào cái hình thực tế bên kia để làm được. Đấy, một câu hỏi sách giáo khoa đấy, các bạn nên chưa cẩn thận cái câu này vào, vì kiểu gì thì các bạn cũng sẽ gặp ở trên trường thôi. Vậy sao sách giáo khoa là phải để. Rồi, đấy nhá, câu C nào. Câu C đi. Yêu cầu đề bài là gì đây? Mỗi hỏi thùng có thể chứa được bao nhiêu lít nước? Khi người ta hỏi đến lít nước, tức là người ta đang ám chỉ tính về cái gì? Thể tích. Nào, tính thể tích. Tính thể tích thì chúng ta lại có công thức rồi. V bằng 1/3 S cộng S phẩy cộng căn bậc 2 của S nhân F phẩy. Tóm lại là phải tính 3 cái đại lượng. Chiều cao của nó là 1 này, diện tích đáy là 2 này, diện tích đáy lớn đáy bé đấy. Ở đây bài này người ta khuyến mãi cho toàn cái đáy lớn đó đấy. Đoạn này 3 đúng không? Đoạn này 1,5 đúng không? Nào thầy hỏi cái cành ở dưới này là hình gì đây? Cái hình dưới này là hình gì ạ? Hình vuông đúng không? Hình vuông ngay cành bao nhiêu đây? 3 cộng với 3 là 6. Thế diện tích đáy lớn là bao nhiêu? 6 gì? 6 bình đúng không? Khuyến mãi rồi đấy. Được chưa? Nào, diện tích đáy ở trên bao nhiêu? S phẩy đi. Đoạn này 3 đúng không? Cành là 3 bình là bao nhiêu? 9. Cái khó ở đây là tính chiều cao thôi. Để mà tính được chiều cao của bài này này thì thầy gợi ý như sau. Các bạn sẽ cần phải có hai cái đường chéo ở trên và dưới. Đây, đây là tấm này thứ nhất. Và trực tấm thứ hai. Lúc này các bạn sẽ nối cái đoạn ô phải lại thì mình sẽ có được cái chiều cao. Rồi, nối ô phải thì đoạn là chiều cao. Nối cái đoạn ô phải có hai cái đường chéo ở trên, ở đáy trên và ở đáy dưới, nối hai cái đoạn này và tập trung vào việc tính ô phải. Rồi, coi thì có nghĩ ra cách tính ô phẩy không?
gầy nha. Tỷ ô phẩy sẽ hơi khó xíu đấy. Các bạn sẽ từ C bạn kẻ xuống đi, trở thành một cái đường gọi là CH. Cái đường CH này sẽ song song với ô phẩy đi. Đường CH song song với ô phẩy, nó cắt ô phẩy C phẩy tại H đi. Được chưa? Như vậy thì theo các bạn thì chúng ta sẽ tính cái cạnh nào nhỉ? Sau khi mà thầy kẻ thêm một cái cạnh mới đó là CH, thì CH có bằng ô phẩy không hả? Có đấy, đúng không? Song song với bằng luôn đấy. Thầy đã kẻ thêm vào đây nữa. Như vậy thay vì tính ô phẩy, thầy tính CH được không? Tính CH dễ đấy. Tính ô phẩy thì khó, nhưng tính CH lại dễ đấy. Để mà tính được CH này, S là bằng 6 binh là 36 rồi. F phẩy là 3 binh là 9 rồi. Nào tính CH nhá, tính CH thì các bạn sẽ tất cả CH C phẩy cho thầy. Thì cái cạnh này là bao nhiêu đây? Cái cạnh này chính là cạnh bên của hình hình chóp này. Hồi nãy ta vừa tính được bao nhiêu đây, xem này. Bao nhiêu? Cạnh bên là bao nhiêu? Nhanh nhảy lên không? Căn 34/2. Rồi. Nhóm này ruler hơn nhóm đi sáng. Căn 34/2 không? Rồi. Căn 34/2. Tiếp nào. Bây giờ chúng ta sẽ cần tính thêm một cạnh nữa là cạnh gì? Hà C phẩy đúng không? Đấy. Thế bây giờ cái ý tưởng ở đây này là các bạn đi tính hạt C phẩy, sau đó các bạn lấy cái này trừ cái này, tức là công thức gì đây? Pythagore đúng không? Đấy. Phải tính được hạt C phẩy đã. Mà muốn tính được hạt C phẩy thì các bạn lấy cái đoạn O phẩy C phẩy này này. Hạt C bằng O phẩy C phẩy, đem trừ đi chứ. Trừ đoạn nào? O phẩy hạt đúng không? O phẩy hạt. Có tính được không? Để đấy mà không tính được nữa thôi này. O phẩy C phẩy ra bằng nửa đường chéo của A phẩy C phẩy, đúng không ạ? Mà đường chéo này thì là bằng cạnh nhân với mấy các bạn? Cạnh nhân với căn 2 đúng không? Hình vuông này cạnh là 6. Thì như vậy là cái đoạn này là 6 gì? 6 căn 2. 6 căn 2 mà chia đôi ra thành gì? 3 căn 2 đúng không? 6 căn 2 trên 2. Cái đoạn O phẩy hạt này này, còn quan sát này, cái hình này này, cái hình ô phẩy hạ C này chỉ là hình gì đây? Quan sát nào? Hình chữ nhật đúng không? Đấy, của bài con vuông này. Đấy đường cáo mà, đường cáo thì vuông ở đây về đây. Đấy cũng vuông này. Hình chữ nhật đấy. Như vậy ô phẩy hạ này chỉ là bằng OC luôn. Bao OC bao nhiêu cả lực? Trả lời xem nào. Đấy. Đoạn này là 3 đúng không? Thì đoạn đường chéo này là 3 căn 2 đúng không? Thì đoạn này là nửa đường chéo thôi anh chị. 3 căn 2 phần 2 và kết quả ở đây là bằng 3 căn 2 phần 2. Xong nhờ. Thế bây giờ chúng ta Pythagore không phải ra CH đúng không ạ? CH chỉ là bằng căn bậc 2 của CC phẩy bình phương trừ đi hạt C phẩy bình phương là thành căn 34/2 trừ đi hạt C phẩy bình là 3 căn 2/2. Bấm máy đi các bạn nào. Bao nhiêu đấy? Cái này chỉ là chiêu cá hàn luôn đấy. Và khi chúng ta có chiêu cá hàn ra là kết quả. Cái công đoàn có lẽ con này các bạn tự làm.
Rồi, hạn là bằng 2. Thể tích bao nhiêu đấy? 1 phần 3 lần của 2 nhân với 9 cộng 36 cộng căn bậc 2 của 9 nhân 36 bao nhiêu? Được không? Tính rồi thì đọc kết quả của nào? Bao nhiêu? Hả? Mấy? 42 luôn à? Có đẹp quá không nhỉ? Trang 4. Quay trở lại về hình chóp thôi. Mình còn một buổi nữa là thể tích của hình lăng trù. Trang 4 thì nó nằm ở tờ mới đấy các bạn. Tờ đề mới đấy. Chó có mặt bên luôn rồi đấy. Lưu ý này, chó có mặt bên luôn rồi đấy thì có lưu ý gì không nhá? Trước khi làm này thì hôm bữa chúng ta có học này, cứ thấy mặt bên mà vuông rồi đấy. Nào, từ từ đấy nha. Cứ thấy mặt bên SAB vuông rồi đấy thì auto làm gì nhỉ? Kẹt hạt vuông không phải gì? AB. Thấy chưa? Cứ thấy mặt SAB vuông ngoài đáy thì auto kẻ S hạt vuông ngoài AB. Thì bạn có thể suy ra điều gì nào? S hạt sẽ vuông ngoài gì? Vuông ngoài đáy luôn đúng không? Chiều cao lúc này là vuông ngoài đáy. Thấy chưa? Lúc này S hạt chính là chiều cao hình chọc luôn. Thấy chưa? Cái này là lưu ý khá là nhiều lần rồi đấy. Chúng ta sẽ không cần phải ghi lại nữa. Cái này là định lý rồi. Làm luôn nhá. Hả? Ô, số 3. Số 3. Cho anh chọn RABCD có RAB vuông rồi đấy. Vậy hình ra đây. Nếu quan hình thì các bạn học xong cái bài này là cũng làm được khá khá bài của đi đại học các anh chị đấy. Khoảng cách có này, anh chị cũng thi khoảng cách này, góc này, thể tích đấy hết. Anh chị hơn các bạn ở chỗ đó là học thêm một cái nữa, đó là hình OXYZ. Các bạn chỉ học thôi, còn lại phần hình gần như các bạn học không thua cả ông đó đâu. Đây là SAB. Đấy, cứ thấy SAB mà vuông ngoài đáy thì làm gì đây? Kẻ hạt vuông ngoài gì? Vuông ngoài AB. Cái kinh nghiệm vẽ hình đó là như này này. Cái đỉnh này này, cái đỉnh này các bạn vẽ nó phải thẳng đứng như thế này. Mọi người thời gian đấy nhá. Cái đỉnh không được nằm lúng túng đâu. Các ông vẽ là cái đỉnh nó phải thẳng đứng ở chỗ này này. Dòng xuống AB nó phải thẳng đứng ấy. Chứ là dòng xuống xuyên xiến nghĩa là các ông vẽ sai. Thế đây, vẽ lại như này. Thế này, vẽ lại một lần nữa này. Đầu tiên là vẽ cái ABCD như này này. Sau đó chấm một đỉnh S nằm ở đấy này. Cái đỉnh S bằng hình dung này. Cái đỉnh S này nằm dòng xuống là hẳn phải trung vào AB ấy. Đấy chứ, trung vào cái trung điểm của AB ấy. Đấy. Hiểu chưa? Cái này dành mấy lần nó vẽ hình con sai nữa. Cái này là cái gì đó.
Rồi, cái công thức tuyển của nó thì vẫn là diện tích đáy nhưng chiều cao thôi. Cái các bạn quan tâm ở đây là cái đáy là bao nhiêu và chiều cao là bao nhiêu thôi, chả có gì cả. Có thể tự tính được ấy, dễ mà, cũng anh dễ. Tam giác RAB đều đúng không? Cạnh A. Còn một cạnh là 2A. Tính được diện tích đáy chưa? Ra nhân rộng. Ở thứ hai là chiều cao, ở đây là chiều cao SH. Thì SH ở đây là chiều cao tam giác đều. Thì ghi công thức tam giác đều ra, thế là xong. Tỉnh luôn ý, đừng có đời nữa. Còn anh dễ tỉnh nó. Có đây mức độ là vận dụng thấp thôi. Diện tích đáy nào? Ở đây là cạnh ra nhân rộng là 2A nhân A thì được là 2A bình. Chiều cao ở đây thì chúng ta hình dung nó là chính là SH đấy các bạn. Mà SH nó lại là đường cao ta nhận đều đúng không? Đường cao ta nhận đều chỉ là bằng A gì? A cạnh 3/2 luôn đúng không? Với thể tích. Thể tích lúc này là 1/3 SH đáy. SH đáy là 2A bình này. Nhân với chiều cao là A cạnh 3/2 này. Kết quả là bằng A mũ 3 cạnh 3/3 A quên. Về online chưa có đề. Vuông ở A, B, C, D. Đấy, vuông cạnh A. Tam giác RAB vuông góc với ABCD. Nhớ là vẽ này, cẩn thận vẽ này. Cái điểm S nó sẽ nằm ở trên này này. Để các bạn chóng xuống tí nữa, mình chóng xuống đây là ok. Đó. Rồi, mình kẻ xuống này. Thế là xong. Cấn này này, cấn ở S. Cấn ở S. Rồi, cấn ở S. Góc giữa SD và đáy là 60 độ. Về chiều cao luôn nhá. Khi mà SAB vuông ở đáy thì bạn có thể suy ra SH nó cũng sẽ vuông ở đáy. SH ở đây là bên cạnh như nào? Đây, SH đây. Nhớ cái này luôn. Sau này cứ gặp mặt bến vuông ở đáy thì auto phản xạ cái này. Học cái này xong lại quên phân khoảng cách. Chứ nữa. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau dừng thế nào? Khoảng cách từ điểm đến mặt dừng thế nào? Lại quên luôn. Mình phải gấp rút hoàn thành xong cái chương trình này mà còn ôn tập nữa. Nếu không là cậu ông mà sau này học xong rồi nhưng mà này tình trạng này học xong nhưng không nhớ cái gì. Chương trình năm nay dày quá. Cho nên thành ra cái thời gian ôn tập không được nhiều. Có một cái chi tiết đó là SD vô SD tạo với đáy góc 60. Còn một chi tiết này đó là góc giữa SD với đáy hợp với nhau một góc 60 độ, đó là góc nào? SD gì? SDH phải nối với chấm đường cao nhá.
SD hạn đấy. Nhớ là góc từ SD với đáy thì mình phải nối SD với chiều cao. SD với H. Đó chính là SD hạn. Có nha, có ba bước thì cái này nó không nhắc nữa. Nhắc nhiều lần rồi. Thế các bạn trừ tính lên diện tích đáy chưa? Diện tích đáy trừ tính vào. Bây giờ tính chiều cao SH. Tính chiều cao SH thì các ông xét vào SH gì đấy? SHD đúng không? Thôi tự làm đi. SHD. Sẽ làm nhà SHD có góc 60 độ lên đây này. Tìm thêm một cạnh HD nữa là được. Đầu tiên diện tích đáy này nó là bằng A bình phương. Chiều cao ở đây là chiều cao SH. SH thì các bạn có thể ghép vào SHG cho thôi. Tất nhiên SHG đó là vuông ở H. Đấy, vuông ở H này thì có góc 60 độ đấy rồi. Lần mới tìm thêm một cạnh là HD nữa cho thầy nhá. HD nữa. Phải tìm HD trước đã. Thì HD này nhìn vào tam giác AHD. AHD thì đoạn này là A trên gì? A trên 2 đúng không? Đoạn này là A đúng không? Đoạn này A mà. Thì đoạn này chia đôi là A trên 2 thôi. Đoạn này A nữa thì Peter có là được không? Như vậy mình ra HD nhá. HD bằng căn bậc 2 của A hạt bình cộng với AG bình thì được căn bậc 2 của A phân 2 tất cả bình cộng với A bình phương. Ở đây được mấy hay A căn 5 phần 1, A căn 5 phần 2 phải không? A căn 5 phần 2. Vậy thì lúc này mình muốn tính được SH. Mình muốn tính được SH. Thì cái SH này là đối của góc 60. Đối chia gì đây? Đối chia kê đúng không? Đây, đối chia kê ấy, tán ấy, tán 60. Nó sẽ bằng là SH. Chia cho HD. Tán 60 là căn 3. SH đang tính. HD thì bằng A căn 5 phần 2. Vậy lớp mình tính được SH. Thì cái SH này là chiều cao rồi đấy. A căn 15 phần 2. Xong rồi nhá. Thể tích chỉ bằng 1 phần 3 lần diện tích đáy là A bình nhân với A căn 15 phần 2. Kết quả chúng ta là A mũ 3 căn 15 phần 6. Kết thúc. Rồi. Đấy câu. Nó chỉ có hai bước thôi. Cái ta cho SAB vuông ở đáy này. Đấy mình lại vẽ thẳng đứng này. Vẫn là cân ở S đúng không? Vẫn là cân ở S. Ok. Đấy hình chữ nhật rồi AB bằng 2A và BC bằng A. Đây là 2A và đây là A. Nhớ là mình vẫn cứ kẻ chiều cao xuống một cách bình thường ở đây. Kẻ SH vuông góc với AB thì SH vuông góc với đáy. Bây giờ ta xem nào, góc giữa SBD với ABCD à. Góc giữa SBD với ABCD. Cái chỗ này là cần phải cẩn thận xíu này. SBD với ABCD. Góc giữa SBD với ta ABCD. Mình sẽ cần phải ôn lại 4 bước để chúng ta xác định góc nhé. Thì bạn nào mất góc phần hình, đặc biệt là xác định góc thì để ý một chút. Phần xác định góc nó dễ mất góc. Mấy cả bạn thế nào thì mấy bạn học mới mà vào đấy đã phần toàn mất góc.
Có nhớ 4 bước để chúng ta xác định góc không? Bước 1 là xác định giao tuyến. Được chưa? Đây, vẽ lại cái mô hình này. Bước 1 xác định giao tuyến. Để xác định góc cho hai mặt phẳng, bước 1 là xác định giao tuyến. Được chưa? Bước 2 này. Bước 2 là tư đỉnh ha. Vuông góc ở đáy là bước 2 này. Bước 3 là nối vuông góc vào giao tuyến. Đúng không? Và bước 4 là nối lên đỉnh. Nhớ bộ bước này chưa? Bây giờ quay trở lại cái bài này này. SBD với ABCD. Bước 1 giao tuyến. Giao tuyến là gì ạ? BD. BD. Rồi, BD là giao tuyến. Bước 2 tư đỉnh hà vuông góc. À, vuông góc ở đấy thì là SH rồi đúng không? Bước 2 là SH vuông góc. Bước 3 tiếp tục nối vuông góc vào vào giao tuyến đúng không? Đây vuông góc ở đây. Thấy chưa? Và bước 4 là chúng ta sẽ kéo nó lên đỉnh. Thế là ra cái góc. Cái góc nằm ở vị trí đây, đây có điểm mang điểm ý nha. Thì cái góc chính là gì? Hà gì? H I S đúng không? Góc này người ta cho là 60 độ. Đó. Chỉ là H S H I đấy. Góc C. À, xin lỗi. H I H I S. Ý năm giữa. Nhờ. Và đây người ta cho là góc 60 độ, đúng không? Góc này 60 độ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính thể tích. Bài này khuyến mãi cho cái đáy rồi đúng không? Bây giờ tính mỗi cái đơn cao ở đây là đơn cao hệ hạn nữa thôi. Đáy thì khuyến mãi. Bây giờ tính cái đơn cao. Tính cái SH thì chắc chắn là cái SH này phải ghép vào SH gì nào? Tam giác SH Y. Tam giác SH Y là vuông ở gì các bạn? Vuông ở H. Đúng rồi. Nó vuông ở H. Có góc 60 độ này. Đây là cạnh đối của góc 60 độ đúng không ạ? Cái này là đối của góc 60 độ này. Bạn sẽ cần tìm thêm một cạnh nữa là cạnh gì? H Y. Mình sẽ cần phải tìm thêm H Y nữa. Làm thế nào để tìm hạt y? Làm thế nào để tìm hạt y? Có rất nhiều cách để chúng ta tìm ra hạt y nhá. Nhiều lắm. Rất nhiều. Ở đây bạn có thể kẻ thêm cho thầy một cái đường gọi là AO đi. Vũ cao qua đây. Bạn có tính được AO? Dùng cái gì để tính AO? Hệ thức lượng. 1 trên AO bình bằng 1 trên AB bình còn 1 trên AD bình là tính được AO. Sau khi mình tính được AO thì bạn quan sát thấy này, đoạn HI đây chính là cái gì của tam giác ABO? Được trung bình, đúng không? Hạt trung điểm này, song song này, hai đường song song. Thì như vậy là HI bằng nửa của AO chưa? Khi mình có HI rồi, mình có cạnh SH này là dùng hàm tan để tính được SH. Được chưa? Rồi, như vậy cái quy trình ở đây các bạn sẽ tự làm cho thầy. Để tính được SH, các bạn sẽ cần xếp tam giác SHI. Được chưa? Để tính được, để xếp tam giác SHI, ta lại phải tính HI. Để tính được HI, ta lại phải tính AO. Dùng hệ thức lượng đấy. Đó. HI là một nửa AO. Rồi. Kéo sơ đồ lên mà làm. Đầu tiên là tính AO này. Bằng hệ thức lượng này. Sau tính AO xong thì tính hạt Y này. Được trung bình này. Sau tính được hạt Y xong thì các bạn dùng hàm tan để tính hạt SH. Rồi. Thì được không? Ok. Hình của 6 vào đây. Bạn nào chơi xong thì cũng cả này. Thì làm sao? ABC vuông đáy à? ABC vuông đáy tức là lúc này điểm S nó là phải dí ở đây này. Bởi vì tí nữa là mình phải dòng xuống đấy đó. Đúng không?
Đó. Góc A là 120. Cạnh AB bằng A. Hẹt B là 2A cạnh 3. 2A cạnh 3. Hẹt BC là bằng 30 độ. Tính thể tích của hẹt ABC. Đó. Khá là dễ. Được chưa? Câu này thì thấy SBC vuông ở đáy thì từ kẻ vào được cá này. Từ kẻ S hạt vào đây. Vuông vào đây. Thì diện tích đáy với chiều cao vào đây xong. Biết được công thức diện tích nào chưa? Xin là diện tích cho nào? Diện tích đáy nào? Ở đây có công rất nhiều công thức tính diện tích đáy, nhưng mà cái công thức ở đây nên sử dụng là gì hả? 1/2 tích gì? Hai cạnh bên nhân với sin góc xen giữa, đúng không? Tức là bằng 1/2 lần A nhân A nhân sin 120. Kết quả là bằng A bình phương căn 3 phần mấy? Căn 4 thì bạn đúng không? Hả? Phần 2 không? Đây phần 2 à? Phần 4 hay phần 2? Phần 4 chứ. Tính SH. SH ở đấy thì ghép vào SH gì? SH gì? Tao nhận SHB đúng không? Vuông ở H. Cái này là cái gì? Của góc 30 đây. Đối đúng không? Đối chưa? Đối chưa? Huyên là sin đúng không? Sin 30. Hoặc là bạn nào mà biết có cái công thức đó là đối diện 30 thì bằng nửa cạnh huyên đấy, cũng làm được nhanh. SH chia cho SB. Sin 30 là 1/2. SB là bằng 2A căn 3. Vậy thì bạn suy ra SH là A căn 3. Vậy đó là thể tích rồi nhé. Rồi, đơn giản. V bằng 1/3 lần S đáy là A bình căn 3/4. Nhân với A căn 3. Kết quả được A mũ 3 trên 4. Giờ 5. Chiều cao sao được? Tức là đề bài họ sẽ cho thẳng cái chiều cao rơi vào đấu luôn. Ví dụ này, câu 6 này các bạn để ý là người ta không cho chiều cao rơi vào đấu cả, mà từ suy luận thôi. Ở đây quan sát thấy là mặt bên vuông ở đấy thì từ đầu nó đã biết là chiều cao nằm ở đây. Nhưng sẽ có những cái bài tập mà người ta sẽ cho thẳng cái chiều cao là chiều cao rơi vào đâu. Ví dụ ba này người ta không cho chiều cao rơi vào đâu cả, từ suy luận ra. Thì cái dạng này là người ta sẽ cho sẵn cái chiều cao rơi vào đâu. Cái dấu hiệu nhận biết để biết chiều cao rơi vào đâu ấy, thường là nó sẽ liên quan đến cái câu đó là hình chiếu. Đây, câu 7 này, hình chiếu các bạn này. Hạt là hình chiếu cái gì đấy? Nào, tao phải hình nhá. Câu 7 đi. Cho hình chọn đáy là hình chữ nhật có ô là tâm. Hình chữ nhật ô là tâm. A, B, C, D. Hình chữ nhật ô là tâm. A, B bằng A. Và B, C là A căn 3.
khó là thôi. Hán là hình chiếu của S lên ABCD. Hán là trung điểm của OA. Hán là trung điểm của OA. Hán là hình chiếu. Lúc này các bạn vẽ đường cao nào. Vẽ đường cao nó phải vẽ từ đâu? Từ hạt đi lên. Vẽ đường cao mình sẽ vẽ từ hạt đi lên. Thằng đứng này, đặt cái thước thằng đứng này. Đấy là F hạt. Rồi, mình tỉa xuống bốn đường. Ok, xong. Đấy, chiều cao lúc này là S hạt nằm ở vị trí. Và đây chỉ là chiều cao cho trước. D3 cho nó nằm ở bất kỳ vị trí nào thì chúng ta phải vẽ ra. Hãy xin tích đại có rồi đúng không? Tính mỗi chiều cao nó xong. Có chi tiết gì nữa? Câu chữ D về đáy là 45. Câu chữ D về đáy là góc nào? SD gì? Ờ, góc chữ D về đáy là SDH nhé. SDH là 45. Bởi vì SH nó chiều cao, nên nhớ SH nó chiều cao. Rồi. Ok. Các bạn quan sát thấy cái hạt D là đường gì nào? Hạt là gì đó ha? Rồi nghe cái gì này. Hạt là cái gì của đoạn AO? Trung điểm. Thế hỏi hạt D là cái gì? Đường trung tuyến. Thế có biết đường trung tuyến nó công thức là gì không? Cái tơ không trừ phản mất rồi. Ngộp rồi hả? Cái tơ hôm trước có ghi cho các bạn cái công thức ấy. Nào, nhắc lại công thức đường trung tuyến nào. Ta có ABC với O này. Muốn tính được đường trung tuyến thì chúng ta sẽ lấy gì nào? AB bình cộng gì nào? AC bình trên mấy? Trên 2 trừ gì? BC bình trên mấy? Trên 4. Đấy, cái đó là cách để chúng ta tính. Quay trở lại cái bài này nào. Hạt O, à xin lỗi, hạt D. Quay trở lại bài này nào. Hạt D bằng AC bình cộng OC bình trên 2 trừ gì trên 4? AO trên 4. Thế mấy cái này các bạn có tính được không? Quá dễ. AC bằng A căn 3 rồi đúng không? Cho sẵn rồi. OC tính được không? OC bằng nửa của BC đúng không? Mà BC tính được không? 3 bình này cộng A bình này là 2, căn đó là 2A chưa? Vậy thì OG mấy? Là A. OG là A. Được chưa? AG là A căn 3. Nào, AG là bằng A căn 3 tất cả bình cộng với OG bình là A bình trên 2. AO bao nhiêu? AO thì cùng nửa đường chéo AC thì cũng là gì các bạn? Cũng là A thôi đúng không? Đây này, AO này thì cũng là nửa của AC thôi. Mà AC là đường chéo. Đường chéo thì bằng BD rồi đúng không? BD vừa tính là 2A chứ. Thì AO cũng là A thôi. Đấy chứ, chỗ này mình sẽ chỉ nhầm như vậy thôi nhá. Vậy thì tính là HD chứ.
Xong chưa? Bây giờ lấy máy tính nó bấm. Có nó bằng bao nhiêu? Máy. Máy tính nó đâu to vậy? Hả? À căn 7 phần 2. Thế mình có HD rồi. Mình sẽ suy ra SH chưa? Tam giác SHD là tam giác vuông gì nào? Vuông cân không? Đây, quan sát nào. Tam giác này vuông cân đúng không ạ? SHD vuông cân này có góc 45 độ mà. Cho nên SH bằng HD. HD và bằng A căn 7 phần 2. Vậy thì em suy ra từ suy ra thể tích cho thầy nhá. 1 phần 3 là thể tích đáy, ở đây là bằng A bình căn 3 nhân chiều cao là A căn 7 phần 2. Vậy thì kết quả là A mũ 3 căn 21 phần 6. Ok. Nào, IA cộng 2IB bằng 0 tức là sao? Lúc này bạn sẽ suy ra là IA bằng trừ 2IB. Đúng không? Tức là mình được không nào là gì ạ? Tức là IA là 1 phần 2 phần, IB là 1 phần. Ngoài ra thì 2 cái vector này còn có tuyến ngược vẫn chiều. Đây, tức là bạn hiểu được, đơn giản là AB trên 7 phần này. 3 phần. Lúc này là IA là 2 phần. Đó. Lúc này IA trừ 2IB đấy. Hiểu chưa? Để lên xe nào. Tại sao thì đều cảnh á. Em ý đi vô góc ở đáy à. Đấy, em đi vô góc ở đáy phải em để thẳng đứng ra nhá. Hình C tạo ở đáy có góc 60. Nào, hình C tạo ở đáy là góc nào? Hình C. Để tính được SI. Để tính được SI thì phải ghé vào SIC đúng không? Phải ghé vào SIC. Và phải tính được cái gì? IC đúng không? Bởi vì mình đã có cái này là cạnh đối của góc 60 đây này đúng không? Bây giờ còn thiếu mỗi cái cạnh IC nữa là được. Và để tính được IC, ta lại phải suy nghĩ chứ nào. Thì IC cái tính đổi đi nha. CBI. Rồi. CBI. Sao bạn dùng đi? Thế là có buộc vào đó, có biết là có. À, dùng những cái thiên này thay gửi đến bạn. À, không, không được. Được không? Đi về. Rồi, cái khúc này mình thấy này. Nghe này, cái khúc này mình thấy này, cái góc này là 60 nhá, đúng không? Ta nhận gì đấy? Đều đúng không? Bây giờ cái cạnh AB này bằng A này, thế bây giờ IB là bằng gì đây? A phần 3 đúng không? Bây giờ một cái tam giác mà có biến góc ở giữa, mình có hai cạnh hai bên, thì chung cái gì để mình tính cái này cái này? Không phải xin. Định lý. Định lý hàm cố. Thấy chưa? Có nhớ cái định lý hàm cố không ạ? Định lý hàm cố phát biểu như thế này này. Định lý hàm cố là bạn muốn tính cạnh gì đó
thì bạn sẽ tính lấy hai cạnh hai bên bình phương lên cộng lại chưa, cộng với BC bình trừ gì nữa, trừ hai là gì cả đó, hai lần hai cạnh được tính lại IB nhân IC, à, IB nhân BC nhân gì nữa, nhân cos của cos 60 độ đúng không? Dạ. Ok, anh sổ ra đây. Các bậc hai của A lên H3 tất cả bình cộng với A bình trừ 2 nhân A phần 3 nhân với A nhân với cos 60. Bỏ máy đi ngon ra nè. IC bao nhiêu? Cho trong máy tính thì mình cho A bằng 1 cho được. Bao nhiêu ở đây? 3 thế tôi cái đồng IC này thì là có tính được N nhỉ? Y không ạ? Dùng 28 này tính N Y nhé. 360 thì bằng N Y cho IC là cạnh 3 đấy. Vậy thì N Y thì phải bằng A cạnh 21 phần 3. Có một cái nữa là diện tích 7. Diện tích 7 là bằng gì? Bằng cạnh 3 thì bên A bình. Diện tích 7 ở đây là A bình cạnh mấy? Cạnh 3 đến 4. Căn 3 trên 4 căn bình nhân căn 3 trên 4 vậy thể tích từ ra nhé. Thể tích bằng nó ra cái đáp án gì đây? Đáp án gì? Nhân là mấy? Bao nhiêu? Căn 7 phần 12 đây là bế đúng không? Không được đâu, có không chín nữa. Án là giáo của CM với DM và CD và DM. Rồi, hẹn hàng lên tấn cáo này. Mặt đồ đéo ở trên đài lắm. Cái gì đó thì không phạm. Thể tích của từ diện tích của từ giác á. Thế về việc tính ra hình gì nói diện tích của từ giác chịu phải ứng tính được. Cái gì? CM nó gì? Cái này yêu cầu tính thể tích của CM nó gì đúng không? Rồi, chị Bê Lan nghe hướng dẫn nha. Người ta yêu cầu cho là hình vuông này là hình vuông cạnh A đúng không? SC là bằng cạnh 19 phần cạnh 5. Vậy hình xong chưa? Rồi bây giờ người ta yêu cầu này. Bây giờ người ta yêu cầu này. Đó là tính cái thể tích của SMN MNDC phải không? SMNDC SMNDC tức là cái đáy của đấy, đáy của nó là SMNDC. SMNDC có biết đó là hình gì không? Không.
Nó chả là hình gì cả. Đây từ giá bình thường. Bất khí nó là hình từ giá khi không có công thức tính. Thấy chưa? Không có công thức tính. Mà lúc đó mình sẽ phải tính theo hình thức gián tiếp, tức là mình sẽ lấy cả cái hình to này này, trừ đi hai cái hình nhỏ này, A, M, N và gì, M gì, B, C. Khi bạn trừ đi hai cái tam giác này thì tự nhiên lòi ra cái hình ở giữa thôi. Giờ về bản chất là không có công thức nào cho hình tứ giác hết. Vậy mình sẽ lấy cái diện tích của hình vuông, trừ đi diện tích của A, M, N và trừ tiếp đi diện tích của M gì các bạn? MBC đúng không? Trừ A, M, N là 1 này, trừ MBC là 2 này. Diện tích của hình vuông thì quá dễ tính, đó là bằng A bình phương. Diện tích của A, M, N nào? Nào, diện tích của A, M, N nào? Đây là tam giác chi đây cả đời không nhỉ? Vuông. Cạnh này là A trên 2 và cạnh này A trên 2 nữa. Thì là 1 phần 2 lần tích của hai cạnh góc vuông. A trên 2 nhân A trên 2. MBC nào? MBC là 1 phần 2 tích của gì gai? Mô B nhân BC. Chỗ này là A trên gì? A trên 2 nhân nhân A đúng không? Rồi ta xem nào. A bình mà trừ đi A bình trên 8, rồi trừ đi A bình trên 4. Mấy? Hả? 5 A bình trên 8 ở trên tích này đấy. Rồi, thì đó là cái khó thứ nhất, đó là diện tích đáy. Bây giờ chúng ta sang cái chiều cao. Đây tính được n hàm này. Thực ra là sau này các bạn phải nên nhớ luôn này, cái hình này không phải mình gặp bao nhiêu lần này. Quan sát cái này một xíu nha, để tính n hàm này. Trước khi tính n hàm thì các bạn quan sát một xíu. Đây là ABCD. Thì đây là điểm N đúng không? Còn đây là điểm M đúng không? Đây là MC này. Đúng không? Rồi, sorry. Đây là CN này, vuông góc của MD này. Thì các bạn sau này các bạn hình như cái này thôi, mọi người có thể nói lên. Phải lên nữa thì phải. Đó này đủ trung điểm này, đó này đủ trung điểm này. Thì hai cái đường này như thế nào với nhau? Ở vuông góc ấy có phải chứng minh không? Tổng vuông ấy có phải chứng minh vuông không? Không, đây đây cái góc này này đúng không? Cộng với cái góc giữa này mà đâu người mới đâu chứ hai góc phù nhau trong cái đoạn này cái tam giác AMG tam giác AMG và tam giác ZNC là hai tam giác thế nào bằng nhau bởi vì AM thì bằng NG, AG thì lại bằng GC, cái góc này hai tam giác này bằng nhau thì suy ra cái góc này này bằng với cái góc này này đúng không? Hai góc tương ứng bằng nhau thôi đúng không? Mặt khác góc này cộng với góc này chỉ chục độ thì cái góc này cộng với góc này cũng gì cũng chỉ chục luôn đúng không? Vậy thì có phải vuông ở giữa không? Đó. Cái tóm lại là sau đây mình nhớ đúng nhá là cho hình vuông này nối trung điểm này nối từ đây lại trung điểm này thì hai đường này áo tú nó vuông góc với nhau khỏi phải chứng minh nó mất thời gian. Cái này mọi người hình như là chúng ta nói với nhau nói nhá nói đôi ấy sau này các bạn không gặp nhiều cái hình nữa này nữa cho nên là nhớ luôn đó là vuông này vuông phải gì vuông hà cái này các bạn. Đây các bạn có thể này quay lại cái hình này nhá, ABCD này. Có đúng đoạn này đổ trung điểm đấy không? Đoạn này đổ trung điểm vào đấy không? Đi vuông ở hạt đấy con đi đâu? Đấy chưa? Vuông ở hạt này. Rồi, ok, vuông ở hạt này. Sau khi vuông ở hạt này, sau khi chúng ta đâu vì với nhau nó vuông ở hạt này, thì chúng ta sẽ để tính NH, chúng ta sẽ nhập tam giác NHC. Đấy chưa? Tam giác NHC là vuông ở hạt nhá. Có cái cạnh cạnh nguyên là cạnh 19 phần cạnh 5 rồi này thì mình cần tính thêm cạnh gì nữa? HC. Mình muốn tính được cạnh HC này, mình muốn tính được cạnh HC này
thì mình lại làm như sau. Mình lại xét tám dạng gì đây? Tám dạng D, N, C, gồm ở D này. D này, N này, C này, gồm ở D này. Được chưa? Có canh này là A nhá, canh này là A đến gì? A đến hai này. Thì các bạn sẽ dùng cái áp dụng cái hệ thức lượng để mình có tính được, để tính ra hạt C đấy. Có biết tính hạt C kiểu gì không? Đầu tiên là các bạn có tính được hạt D hạt không? D hạt tính được không? Dùng hệ thức lượng tính được không? D hạt 1 đến D hạt bình, 1 đến D nơ bình, 1 đến D C bình chưa? Thì đã được D hạt chưa? Sau khi mình đã có D hạt xong thì có phải mình biết được không? Mình biết được đó, mình đã được cái hạt C không? Hạt C. Sau khi có hạt C thì mình được tính được hạt chưa? Đó. Ok. Đấy, quy định ở đây đầu tiên là tính D hạt cho thầy này. Đó, tính khi tính D hạt thì tính được hạt C này. Sau khi tính được hạt C thì mình sẽ bắt đầu tính được hạt hạt này. Thì nó là tiêu căn. Đây là sơ đồ để chúng ta làm nhá. Đấy, tính D hạt thì dùng hệ thức lượng này. Tính hạt C thì Pythagore này. Sau khi có được hạt C thì Pythagore lần nữa là hạt hạt. Được chưa? Ok. Làm nhá.